Giống cỏ Tiên Đạt mang đến những giống cỏ chất lượng cao, nhiều chất dinh dưỡng cho nhà nông. Giống cỏ Tiên Đạt cung cấp đầy đủ các giống cỏ chăn nuôi các loại, với các giống cỏ chủ đạo như là cỏ Guinea Barbata, cỏ Bắc Plum, cỏ Mulatto 2, cỏ Stilo, cỏ Rungji, cỏ Super BMR. Chúng tôi tư vấn miễn phí và giao hàng tặng nhà cho quý khách hàng trên toàn quốc. Truy cập ngay website tiendat799.com hoặc liên hệ hotline 0938 897099 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngày hôm nay. Sở hữu ngay giống cỏ Rungji tại trung tâm giống Tiên Đạt của chúng tôi ngay hôm nay, dù khách hàng ở bất cứ nơi đâu tại Việt Nam, chuyên cung cấp chỉ lẻ cho các dự án đại lý và cửa hàng trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua hạt giống cỏ Rungji mà chưa biết đâu là địa chỉ uy tín để quý khách hàng lựa chọn thì hãy đến ngay với trung tâm giống Tiên Đạt của chúng tôi. Trung tâm giống Tiên Đạt của chúng tôi là một trong những đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hạt giống cỏ Rungji, cam kết mang đến khách hàng những lợi ích tốt nhất về hạt giống cỏ Rungji chất lượng cao, uy tín và chuyên nghiệp. Hạt giống cỏ Rungji tại Tiên Đạt được thực hiện qua những quy trình chuyên nghiệp và có hệ thống, đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Quý khách hàng sẽ dễ dàng nhận thấy sự chuyên nghiệp của chúng tôi thông qua những yếu tố sau đây. Thứ nhất, Tiên Đạt luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7 trong tất cả các ngày trong năm. Thứ hai, hạt giống cỏ Rungji của khách hàng sẽ được phân loại rõ ràng và được đóng gói cẩn thận, do đó bạn không cần phải lo lắng về việc hạt giống bị hư hỏng và mất mát. Nếu hạt giống Rungji bị lỗi do đơn vị chúng tôi hoặc là nhà sản xuất, Tiên Đạt sẽ thực hiện đền bù theo chính sách đổi trả của đơn vị đưa ra. Thứ ba, Tiên Đạt có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ thực hiện khâu đặt hàng cỏ Rungji. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho quý khách nhằm mang đến cho quý khách những kiến thức cần thiết trong quá trình gieo trồng và cách chăm sóc. Thứ tư, thủ tục đơn giản và nhanh chóng giúp cho người đặt hàng đơn giản trong quá trình giao hàng và nhận hàng tại địa chỉ yêu cầu. Cách đặt hàng hạt giống cỏ Rungji tại Tiên Đạt. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà, họ và tên, số điện thoại. Bộ phận nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin của quý khách. Sau khi chúng tôi đã nhận được thông tin về đặt hàng của quý khách, chúng tôi bắt đầu đóng gói hạt giống cỏ Rungji bằng thùng cắt tông một cách cẩn thận. Khi đã đóng gói xong, chúng tôi bắt đầu gửi hạt giống cỏ Rungji qua đường bưu điện. Với dịch vụ COD của bưu điện, chỉ cần trong vòng vài ngày, quý khách hàng sẽ nhận được hạt giống ngay tại nhà, sau đó thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Cảm ơn tất cả bạn đã xem đoạn video này của chúng tôi. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ kênh để xem được nhiều video của chúng tôi hơn.